nhiên hơn. Mấy bạn sale kia là các bạn nghỉ, các bạn có nên là giao lương bàn giao với bạn Ngọc này, bạn Hương với bạn Ánh. Thế là mình không hiểu luôn. Bạn Hương, bạn Bẩm, bạn Hương. Việc mà có khi khác là bỏ luôn. Khi khác là ngày bán bao nhiêu tờ? Bán bao biết giấy không? Không biết giấy thì trong bản thân công ty có thể được giải quyết được. Ừ, nhưng nó còn bảo là công ty chứ. Ừ. Về sau mình bảo mật là như bọn em ra ngoài có thể bán những cây ấy. Trong hình thức thì hợp đồng chứ đúng không? Trong khi về ăn, đúng là mình thường nói công ty có thể ký được một cái giấy. Lần đầu tiên nó dùng ấy, nên quay môn à? Thật luôn. Chia sẻ chưa? Không ạ. Vài em bấm vào